Quý vị vừa theo dõi phần bảo trợ thương mại của đài truyền hình IBC. Sau đây cùng với Tiết Nha, Thảo Ly sẽ trở lại với phần 2. Ivana Trump, vợ đầu của cựu Tổng thống Trump, qua đời ở tuổi 73. Bà Ivana Trump, vợ của cựu Tổng thống Trump, đã qua đời là mẹ của ba người con đầu của ông Trump và là người đã giúp ông xây dựng một số cao ốc nổi tiếng của ông, bao gồm có tháp Trump, đã vừa qua đời ở tuổi 73. Cựu Tổng thống Trump loan báo vào ngày 14 tháng 7, tôi rất đau buồn thông báo cho tất cả những người yêu mến bà, nhiều người lắm, rằng bà Ivana Trump đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố New York. Cựu Tổng thống Trump viết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social. Hai người kết hôn vào năm 1977 và ly hôn vào năm 1992. Họ có với nhau ba người con, Donald Jr., Ivanka và Eric. Bà Ivana Trump lớn lên dưới sự cai trị của Cộng sản ở Czechoslovakia cũ. Gia đình của cựu Tổng thống Trump nói trong một thông cáo rằng bà Ivana Trump là một người chạy trốn khỏi chủ nghĩa Cộng sản. Bà dạy các con của mình về sự gan dạ và cứng rắn, lòng rất trắc ẩn và sự quyết tâm, thông cáo đã viết. Cả thông báo của gia đình Trump và bài đăng của cựu Tổng thống đều không đề cập đến nguyên nhân cái chết của bà. Một cựu người mẫu từng được huấn luyện cho đội trượt tuyết quốc gia Czechoslovakia, bà Ivana Trump góp sức xây dựng hình ảnh truyền thông của mình của cựu Tổng thống Trump vào những năm 1980, khi họ là một trong những cặp vợ chồng quyền lực nổi bật nhất của thành phố New York. Quần đảo Solomon khẳng định không cho Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự nơi đây. Thủ tướng của quần đảo Solomon là Manasseh Sogavare ngày 14 tháng 7 cho biết hiệp ước an ninh mới của ông ký với Bắc Kinh không cho phép Trung Quốc được xây dựng căn cứ quân sự tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này, cũng không biến công dân nước ông thành mục tiêu cho những cuộc tấn công quân sự tiềm tàng. Ông đã ký thỏa thuận với Bắc Kinh vào tháng 4 về việc hỗ trợ an ninh, nhưng chi tiết vẫn không được công bố. Thế nhưng thỏa thuận đã làm dấy lên lo lắng về một căn cứ quân sự thường trực của Trung Quốc trong vòng 2.000 cây số của bờ biển Đông Bắc Australia. Thủ tướng tại Solomon trong cuộc họp lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương tại Fiji đã phủ nhận đất nước ông sẽ trở thành chỗ dựa quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương, nhưng không có căn cứ quân sự nào, cũng không có những cơ sở hoặc định chế quân sự nào trong thỏa thuận. Đó là điểm quan trọng mà ông muốn tiếp tục nhắc lại với các nước trong khu vực. Không nêu đích danh Hoa Kỳ hay đối tác an ninh quan trọng của Solomon là Australia, ông Sogavare tháng 5 cho biết Quốc hội các bên phản đối hiệp ước này đã đe dọa và xúc phạm đất nước của ông. Hoa Kỳ và Australia từng nói quần đảo Solomon sẽ không dùng chứa nước này cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự. Cha ở Trung Quốc đã bỏ rơi con trai 5 tuổi khi biết không phải là con ruột. Một người đàn ông cư dân Trung Cộng đã từ chối chăm sóc đứa con trai 5 tuổi sau khi biết cậu bé không phải là con ruột, thay vào đó là quyết định bỏ cậu lại trường mầm non. Cậu bé được xác định là Xiao Rui, được người cha đưa đến trường mỗi ngày trước đây, nhưng vào một ngày trong tuần rồi thì không quay lại đón cậu. Xiao mang một chiếc ba lô, đựng quần áo và một chiếc điện thoại di động. Thầy giáo của cậu bé tên Cheng cố gắng liên lạc với người cha, nhưng ông này xác nhận không đón đứa trẻ về nhà như thường lệ, bởi vì ông không phải là cha ruột của cậu bé theo kết quả DNA. Cảnh sát cho biết cũng đã liên lạc với ông nội và chú của Xiao, nhưng họ cũng từ chối đón cậu bé. Báo giới tại địa phương cho hay người mẹ ruột sẽ đến đón cậu bé trong tuần này. Hệ thống bệnh viện tại Việt Nam chuẩn bị đối phó với dịch sốt xuất huyết lan tràn. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam xác nhận bệnh nhân sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với giai đoạn này năm ngoái và yêu cầu hệ thống bệnh viện chuẩn bị tiếp nhận số bệnh nhân tăng vọt trong thời gian tới đây. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm lây lan khi muỗi cắn với những triệu chứng giống như cúm và chưa có thuốc chủng ngừa. 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận gần 90.000 ca sốt xuất huyết trong nước, tăng 148% với giai đoạn này và số người tử vong gấp 3 lần. Đất nước 98 triệu dân thường ghi nhận 110.000 ca sốt xuất huyết hàng năm trong thời gian gần đây, thường là tăng cao từ tháng 6 cho đến tháng 10 hàng năm. Honda đã giảm doanh số bán xe hơi và xe gắn máy. Honda Việt Nam ghi nhận số bán xe hơi và xe máy giảm 5% và 46% vào tháng 6 so với một tháng trước đây. Theo phúc trình của công ty, thì sự thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn toàn cầu đã làm giảm hơn một nửa doanh số bán xe tay ga của công ty trong tháng 6 so với cùng giai đoạn của năm rồi. Cụ thể, theo báo cáo doanh số mới nhất, lượng xe máy Honda bán ra trong tháng 5 năm 2020 sụt giảm 16% so với tháng 4 2022, với 155.414 xe được bán ra. So với cùng kỳ năm trước, doanh số giảm hơn 14%. Tính đến 2 tháng đầu năm tài chính 2023 là tháng 4 và tháng 5 năm 2022, tổng lượng xe máy bán ra đạt được 340.098 chiếc theo Honda Việt Nam, tức là giảm 8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hãng tiếp tục ngừng cung cấp doanh số xe tay ga. Đây cũng là tháng thứ 2 mà Honda Việt Nam không công bố danh sách xe tay ga. Hiện tại, các head của Honda, các mẫu xe tay ga như là Honda SH, Airblade, SH-Mode hay Vision đều trong tình trạng khan hàng. Có những mẫu xe thậm chí muốn mua phải đặt trước, không có sẵn. Giá bán cũng bị chênh rất nhiều so với niêm yết nếu khách hàng muốn mua xe. Nghiên cứu về y tế cho biết ăn kiêng và tập thể dục không kéo dài tuổi thọ. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực phẩm tốt cho sức khỏe và tập thể dục chưa đủ để ngăn ngừa những căn bệnh mãn tính. Và con người ăn uống lành mạnh cũng khó tránh khỏi bệnh tật. Hầu hết mọi người đều biết tập thể dục và ăn uống điều độ là hành vi quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Nhưng cuộc nghiên cứu được công bố trong tuần trên tạp chí Y học Thể thao của Anh cho thấy việc tập thể dục không chặn được hậu quả của tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất béo và cải xoăn không thể loại bỏ bệnh tật vì thói quen ít vận động. Nhưng nhóm các nhà nghiên cứu kiểm soát tình trạng sức khỏe gần 350.000 người ở độ tuổi trung bình 57, khỏe mạnh ngay từ đầu, có nghĩa là họ không bị bệnh tim mạch, ung thư hay mãn tính. Các chuyên viên cho biết chế độ ăn uống lành mạnh với 5 ly nước trái cây và rau mỗi ngày, 2 khẩu phần cá mỗi tuần, 2 phần thịt chế biến mỗi tuần và không quá 5 phần thịt đỏ hàng tuần. Những nhà nghiên cứu cho rằng không có gì ngạc nhiên khi người hoạt động thể chất mạnh và chế độ ăn uống lành mạnh có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Theo Salvador Portugal, phụ tá giáo sư của New York University Langone Health đã nói, thời gian tập thể dục mỗi ngày có tác dụng bảo vệ sức khỏe, nhưng không chỉ dựa vào luyện tập để duy trì sức khỏe một cách đơn thuần. Với bản tin liên quan đến sức khỏe vừa qua, Tuyết Nha đã gửi đến quý vị bản tin cuối trong phần tin tổng hợp trưa nay. Cùng với bản tin tức của đài truyền hình IBC, Tuyết Nha và Thảo Ly cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn tới IBC Home Shopping đã đặc biệt bảo trợ chương trình ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết về các sản phẩm cũng như chương trình promotion đặc biệt hàng tuần, mời quý vị liên lạc với số điện thoại quen thuộc 714 892 5717. Quý vị cũng có thể shop online qua trang web ibchomeshopping.com để biết thêm chi tiết. Thảo Ly và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị và những người thân yêu một ngày làm việc với nhiều thành công và vô lượng an lạc.